rồi còn con tai được không? Anh thấy bằng xanh là thấy con lý rồi. Chào cả nhà, chào ông bà cô chú anh chị, ngày mới thật nhiều sức khỏe. Hôm nay hai chồng đi thăm bãi rắn ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Nay đi hai chồng à, hai anh kia nay có việc nghỉ hết rồi. Gì vậy? Có gì đâu. Chú đâu? Không có gì vậy. Đâu chú? Không thấy gì luôn á. Chú còn nghe. Còn. Đấy, còn. Đấy. Hôm nay đứng lâu quá ta. Em chào cả nhà mình nha. Này thăm hai cử rồi, cử thứ hai không? Không, không chạy. Đây. Qua hôm nay còn cái em đây nè, cái này cũng rọi dính à. Chỗ này mới đặt mà. Thấy cũng ngon lắm á. Cái này cái gì vậy? Hả? Cái này cái gì vậy? Ai biết. Con này gì thế? Nước tím ta. Bông hay gì? Nè nè. Ê có phần anh ơi. Hả? Có phần. Ê, ê. Con này, con hành ba. Đâu? Hành ba. Hành ba cả nhà. Có phần. Sáng giờ con đầu tiên. Được không? Hả? Được không? Ừ, rồi. Đây đấy. Con kính á, con chó. Ủa con bự bự kìa. Vậy mấy này chỗ mới đặt không luôn á. Rồi gửi vô, gửi vô. Gửi vô. Ở lồi cho trơn anh. Hả? Nó lồi cho trơn rồi. Vậy mà không có mất. Còn cái. Ê, có phần. À, có phần. Có phần này đấy không? Đó. Ừ. Ngay gốc à. Còn cái là mình nhét kỹ vô cái mất. Ê. Hả? Ê, thằng Nhất. Đâu? Ê, Nhất hay Nhị? Nhị. Ôi nhị. Nhị. Nhị rồi. Ngon lành. Để con nhị nữa. Đấy được hai con cả nhà. Quá đã. Đi ra. Còn mấy cái mới đặt nữa ngon lắm. Cái này đặt cá ngon lắm nè. Ừ. Sáng quên này theo là cá. Cá quen phải không? Cá đặt đây ngon. Bụm cái phi cái lóc nhiều lắm á, bình rồng đắng nữa kìa. Đâu? Đó nhâm nhâm quá trời đó. Ôi thì có cái lóc mà có để có lóc ngon. Giờ mình rất kinh nghiệm, mình được cái đặt kinh nữa. Đặt kinh mắt quá mắt nè nè đó bây giờ. Ôi như te vậy. Ê ê hành trà bá lũa luôn. Ôi hành đồ nhất luôn rồi. Ôi cái đầu này á. Ôi nhất luôn rồi. Ôi đừng con Nhất rồi. Nhất không? Nhất lột da có phần nè. Ừ ngon. Nhất vừa nhất nằm đằng mấy sao lạng. Đó. Ngon lành. Còn hai cái trống nữa. Thấy bảy không em? Rộng rộng hết á. Đây thôi. Đâu? Ừ. Nặng đây. Trời ừ, nhẹ. Ý còn chuột luôn. Còn chuột hả? Còn chuột. Thôi còn lúa đi. Còn cái nữa. Đi hai cái nữa chứ. Cái điều này đặt là cá hết. Ngon hết lần luôn á. Xác mấy đĩa, xác mấy đĩa. Ừ. Ê dính nè. Nữa à? Nè, thấy không? Hồi thành ba. Thấy gì chưa? Đấy. Hành ba. Để con hành ba. Hành ba. Chả ra nằm uống rưỡng luôn. Dù lâu luôn. Đây. Con hành ba. Đây nghe lúc xuống con cái. Không có gì hết rồi. Ê hành. Ui, hành gì luôn.
ngon lành rồi không dính chứ. Sắp lọt da ngon. Ngày hút chuối con cái nè, hút chuối nè, ừ đó đó. Ôi chuột nó ngẫm rồi. Ôi chết rồi. Ê lặng. Ê con dạ. Con ráo. Hả? Con ráo. Nè. Thì con ráo. Hả không? Con ráo. Ôi cái đậu mới chát luôn rồi. Chát nó mới vừa lắm á. Ờ con ráo rồi nha. Con ráo nhỏ mà. Ráo bụng vàng. Này qua mưa dữ lắm nè. Ngã cái xài luôn. Chóc gốc luôn. Chóc gốc luôn. Dữ thiệt. Tại rễ nó không bám sâu cái đất á. Rễ bàn. Cóc gốc cây xài luôn. Đâu có sâu đâu. Xài bự lắm á. Rồi. Già rồi phải ngã chứ. Bật rắn đi, sáng giờ được mấy con? Hình như con hành nhất, con hành nhì, mấy cái hành ba á. Con ăn ráo. Con ăn ráo. Nhì ráo ráo nè. Sáng giờ tôi đuối không. Đây. Chưa có con gì hết. Sáng giờ mới được bắt rắn. Bộ tính này hôm nay mình đi bao ngày thất luôn anh. Thất khỉa. Thất khỉa. Ủa anh ăn con là con nhì phải không? Ba nhì á, biết không? Này chắc vừa nhì, nhì chắc vừa nhì. Sao tôi lưới có lũng không má, này có mấy con ha. Có ba là ngon rồi. Mà chắc được 2 ký. Con này ối chuột rồi anh. Con nào? Con này nè. Ủa con nhất hay nè. Con nãy anh mới thăm đó. Ối chuột. Mới thăm bắp chuối á, thăm cuối á. Rồi rồi, ối chuột rồi thành con hành gì đây? Hành nhì. Có nhì mà. Nhì chứ. Con vẫn là nhì nè, ối chuột nè. Ối chuột luôn. Ủa, ai rải? Hành gì? Thôi, cứ nó rải nè. Sáng giờ mới có cảm giác này nè. Không nhức đâu, con này không nhức nè. Ngon nhức đó. Chắc 5 lạng mấy. 5 mấy 6 lạng gì, không có bự nữa. Chưa. Ủa. Ý ngon. 6 lạng. 6 lạng. Con hành nhất. Sáng nhau mới được con quận nhất. Vô. 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 Ngon ba. Ba xiến nè. Đi về ngâm mình rượu. Được không hả? Được. Ngâm chung bán hổ. Gì tam xà, tứ xà gì đó hả? Ừ. Ngủ có ngủ xà không? Có. Ngủ xà là mấy con? Nằm đi ngủ quá. Rau đẹp ạ. À. Ngủ xà. Ý mới chát anh. Mới chát luôn. Ôi nó bóng lửa luôn nè. Nhưng mà rượu thầy. Đã chưa? Cái đầu nó mới chát luôn nè. Thấy không? Ừ. Nó rắn đẹp cả nhà. Nó vô nó không có trầy không gì á. Vô. Còn vô. Ý. 2 ký. 2 ký hả? Đâu dữ vậy? 2 ký. Ký rưỡi à? 2 ký. Ký 7, ký 8 à. Rồi, đi vô chuột máy này kia. Nghỉ mệt xíu đi tiếp. Thôi rồi. Ủa đâu ta?
có anh vợ rồi. Đây nè. Đây đây. Vợ rồi. Trời. Trời chết. Còn ngắm tám mà Dương còn sợ không? Đi. Vô đây 1 2 3 4 cái nữa. 4 cái dính nè. Hai con thôi. Hai đại thôi. Ừ. Chưa, hình nhất có, nhì có, ba có. Con vợ chưa có, đây nè. Đang ráo có rồi luôn á. Có 7 trị anh. 7 gì trị? Ờ, có phần. Có phần. Hai con xanh luôn hả? Rồi. 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 Còn cầm tay. Được không? Ủa, anh thấy phần xanh là thấy có lý rồi đó. Rồi, nhất luôn. Rồi, nhất cả nhà ơi. Yeah. Em tưởng 7 nó bị lạc. Sao mà nó vui vậy, tưởng bị lạc. Nhất cả nhà, đây, phần xanh nè. Cái này bự nè. Ngon lắm. Nhất. Đã. Để đi, cho mát. Còn 3 cái nữa. Đi. Dạ, bẻ cây đây. Cây làm dấu gì vậy? Cái này đi chứng nào vô cũng chết chuột nè. Không hẳn nó ngập nó chết á. Chuyện nào chứ cũng chết chuột á. Chuyện này cũng vậy luôn. Không lẽ nào vậy? Thiệt luôn rồi. Ý, còn sống. Còn sống. Con chuột còn sống. Rồi, còn 2 cái nữa. Hai cái này ngon lắm nè. Nãy mình đều ước mình dính 2 con phải không? Dính 1 con rồi. Giờ 1 con nữa thôi. Rồi dính phần nhì. Dính phần nhì. Dính này sao? Nặng hết đây. Ôi dìa te rồi. Chuột còn sống. Cuối luôn cái nhà. Đấy, tâm. À, không dính giờ cái này cái cuối nè. Cái cuối. Có phần nè. Hơi nặng luôn. Ôi hình nhất nhì nè. Chắc hình nhì quá nha. Cái cuối dính được con nhì. Rắn tổng kết luôn cái nhà. Nãy có con hành ba. Con này được nhất không? À, không biết nữa, coi mở ra biết cái cuối á. Còn cái đó thì ba gì nãy không có quay. Cái này ba nãy không có quay luôn này, cầm đây, em bắt cái. Mà chắc 2 kg mấy. Bắt liên tục 3 ngày. Ôi sao bắt ra nó bự quá vậy anh. Ba bắt liên tục 3 ngày móc đúng lại đó, mở con nó ra cái biết cuối á. Cái mình nhất là chắc vừa nhất á. Ôi, gì xịn. Nhất quá. Nhất không? Cái 5 lạng, hồi 4 lạng rưỡi à. Vậy là nó là hồi nhì rồi. Nhì, gì xịn. Không được nhất rồi. 4 lạng rưỡi. Xịn. Vậy là được 2 nhì đó. 2 nhì, 2 nhất. Nặng nhất nè. Chưa thấy phần xanh. Chưa thấy phần xanh gì là mừng quá trời. Hai gì? Hai nhất. Còn nhìn ba. Còn đang ráo. Sáu lạng.
Ôi, hai con nhất đã. Ê, sân ráo nó ra kìa. Vô. Con ráo nó dữ ghê luôn á. Này chắc được 2 ký mấy 3 ký á. 2 ký mấy à? Mà thất rồi. Rồi. Mà có đánh bự 2 nhì 2 nhất. Mà này hành không ngon. 2 nhì 2 nhất là ngon rồi, có nhất là ngon. Thấy cho mình chụp được không nha ha? Rắn gì vậy? Rắn rắn nước rắn gì? Rắn ngô hành. Rồi, cần. Thằng chui hổ rắn rắn gì? Lên. 3 ký. 2 ký 9 70. Còn 2 ký 9. 2 ký 9 cũng được chứ bộ. 2 ký 9 à? 2 ký 9 mà điều này rắn cũng vừa ngon cả nhà. 2 nhất 2 nhì. Có hành không à? Ngon. Mấy con hành ba á. Này. Này thắt. Này thắt mà cũng được được, có rắn bự. Ngon. Này cũng cái hành nhiều. Được hàng rắn bự là ngon này. Em chào tạm biệt cả nhà mình nha. Tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại.